Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Tại Hưng Yên, để ứng phó với cơn bão, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân tham gia công tác phòng chống ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Trong đó đã di rời được hơn 6,3 nghìn người dân ra khỏi vùng nguy cơ mất an toàn. Công an tỉnh đã huy động trên 2.000 cán bộ chiến sĩ, hàng trăm phương tiện. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ của lực lượng thường trực, trên 5.000 dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện dụng cụ tham gia ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm gần 3,7 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 11,3 nghìn hecta lúa, hơn 2,7 nghìn hecta cây rau màu, gần 8,9 nghìn hecta cây ăn quả, cây lâu năm và cây trồng khác. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra khoảng trên 660,5 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với các địa phương tham mưu chính phủ ban hành nghị quyết về khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Các tỉnh thành phố tập trung tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ tại các khu vực còn bị cô lập, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.